Tại Đà Nẵng thì hiện nay đang có một số đối tượng gom mua, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội của người lao động mất việc để trục lợi bất chính. Đã có nhiều trường hợp các hội nhóm quảng cáo mua, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội trên các website, Facebook. Các đối tượng hay lợi dụng những người cần tiền gấp, rồi khi lúc thất nghiệp và đi rút bảo hiểm xã hội một lần để đưa ra các dịch vụ lừa đảo. Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng đã cảnh báo người lao động, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý.